Kính thưa quý vị đồng tu, quý vị tăng ni, quý vị Phật tử, cùng quý vị lục đạo luân hồi, quý vị tu sĩ, quý vị cư sĩ và quý vị hành giả. Cư sĩ gồm cả tu sĩ tại gia và hành giả và các vị chân tu, chân chính, cùng với các quý vị ở lục đạo luân hồi và chư thiên, cùng vị cùng A La Hán, Bồ Tát và các vị chư Phật. Hôm nay tôi sẽ giảng thêm phần về Địa Tạng Kinh. Kinh Địa Tạng là bộ kinh để mà nói về cho các bậc của người phàm phu chúng ta và thường hay nghe và hiểu rõ trong vấn đề của sinh diệt, sinh trong vòng sinh tử của luân hồi. Việc trong sinh tử luân hồi luôn là một vấn đề của chúng sanh ha. Vì chúng sanh là tâm của vũ trụ, tâm của vũ trụ mà tạo nên sự khác biệt của nhân loại, đó là bị lục đạo luân hồi chi phối mà các bài giảng kinh điển và thuyết pháp trước ở tôi đã nói ha. Trong Phật giáo chúng ta thì việc mà phát triển được nên các phẩm mà trong liên hoa để nhắc đến thì chúng ta đã biết được không? Việc khi mà tại cung trời Đao Lợi thì có Phật Thích Ca Mâu Ni và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Ngài Địa Tạng Bồ Tát, và Ngài Địa Tạng Bồ Tát đã bạch ngôn với Đức Phật, và qua cũng có một người đã là dì của Đức Phật và muốn gửi gắm cho chúng sinh phàm phu chúng ta được biết là và hỏi những câu hỏi mà đã cho Đức Phật trả lời, phải không? Vì đó mà quý vị đồng tu nên biết việc mà Đức Phật đã thay lời đó mà đã nói cho phàm phu chúng ta nghe và hiểu được, phải không? Hôm nay tôi sẽ thay lời Đức Phật để nói cho quý vị nghe và trên kinh Địa Tạng đã nói với như thế nào, và việc phát triển ra từ Đức Phật khi mà gì của Đức Phật hỏi thì Ngài đã thưa ha, chúng sanh nào bị tội gì và phải bị chịu trong quả của luân hồi, không? Vì sao mà tạo nên luân hồi và địa ngục ha? Cái cảnh giới của địa ngục, mà tất cả cái cảnh giới của địa ngục là do kinh Địa Tạng trên đây nó rõ hết, không? Nó rõ hết để cho chúng ta được biết, không? Thì Đức Phật tại cung trời Đao Lợi đó thì Đức Phật mới nói là: này Bồ Tát Đại Bi Quan Tham, công đức của Địa Tạng Vương Bồ Tát rất là to lớn, không? Tôi rất vui là vì khi thấy được công đức của Ngài Địa Tạng, vì vậy mà hôm nay tôi sẽ nói cho các vị được nghe, không? Các ông được nghe, không? Thì vì sao mà lúc đó lại có Đại Bi Quan Tham Bồ Tát, không? gồm có các người vì ở tại cung trời Đao Lợi thì gồm có các chư thiên, không? Các chư thiên tập hợp lại cùng các vị Phật để lắng nghe Đức Thế Tôn nói chỉ dạy về kinh điển, không? Vì dạy về kinh điển, vì vậy mà những lời Thế Tôn nói đều là chân thật, không? Đều là chân thật. Chính vì vậy mà trong nhà Phật chúng ta luôn luôn lấy lời dạy của Đức Phật để làm kim chỉ nam để quý vị sống tốt đời được đạo hơn. Hôm nay tôi sẽ nói sơ về vấn đề của việc tội và của việc ngũ trược trong luân hồi sinh tử ha. Việc đầu tiên của phẩm liên hoa thì quý vị đã các bài giảng kinh điển và thuyết pháp trước trong đời vào của chúng ta thì tao đã nói qua ha, nói qua cho quý vị rồi. Còn tiếp theo hôm nay chúng ta sẽ đi qua ba phần của hạ phẩm thường sanh, không? Hạ phẩm thường sanh là những chúng sanh luân hồi trong lục đạo ha, con luân đạo trong lục đạo và khi ở si trở lại với thế gian thì phạm tội ha, phạm tội và vì phạm tội nên không sanh tâm, không biết tội thẹn, không biết hối thẹn, vì vậy mà phải
phải đợi nhiều kiếp lắm. Nhưng nếu mà sau trước khi sau khi vãng sanh thì nếu mà gặp được thiện tri thức và được giáo hóa thì họ sẽ được thoát ly được cảnh khỏi của đời ha. Thì những phàm phu này sau khi gần tới lâm chung mà nghe được thiện tri thức không, nghe được các tùy theo không, nghe được các thiện tri thức của các tùy theo, mà thiện tri thức là ai, là người giảng kinh phương pháp không? Thiện tri thức là những người tu sĩ, là những người giảng kinh thuyết pháp kinh điển cho Phật giáo cho quý vị nghe đó ha, là những người thiện tri thức. Mà nếu khi tâm trung mà quý vị gặp được những người thiện tri thức, họ sẽ truyền bá lại cho kinh đại thừa không, mình chỉ cần nghe nói người kinh đại thừa thì ngay lập tức người đó sẽ sao, sẽ sinh tâm hoan hỷ và chấp tay niệm Phật không, nên ta niệm Phật là thì họ sẽ thoát vô lê và liên hoa không. Và liên hoa trong đó có các tác phẩm mà hôm trước tôi đã, cái bài giảng kinh điển trước tôi đã thuyết pháp về ha. Thuyết pháp về thì quý vị có thể xem trên video clip của tôi về để hiểu được tất cả các phẩm vị của liên hoa. Nhưng mà họ sẽ sinh vào liên hoa và chờ trải qua 49 ngày phải không? Trải qua 49 ngày nếu được Đại Bi Quan Tâm Bồ Tát, hai vị Đại Bồ Tát và Đại Bi Thế Chí Bồ Tát. Vì sao tôi nói là hai đại Bồ Tát? Vì hai người này lúc khi xưa thời ở đời quá khứ là họ đã ngài Quan Thế Âm là ngài sắp sửa thành Phật, nhưng về vì thương chúng sanh phải không, nên ở lại chúng sanh, cứu độ chúng sanh phải không, nên thì chúng cho chúng sanh, nên vì vậy mà họ luôn ngài luôn lại được lại đồ ở Phật Bồ Tát, họ cái Phật Bồ Tát, nhưng mà đều là Đại Bồ Tát không, Đại Bồ Tát để giáo hóa cho chúng sanh không. Vì vậy mà khi người này được vãng sanh và hoa sen phải không, thì ngay lập tức thì Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát nói pháp cho khi sau khi hoa sen nở, sau 49 ngày hoa sen nở thì sẽ nói pháp không, nói pháp và nếu người đó được nghe của Đại Bi Quan Thế Âm thuyết pháp thì ngay lập tức sẽ ngay lập tức thì họ sẽ trở nên sinh tâm hoan hỷ phong hoan hỷ và trở thành một gì tu đạo hàng không? Tu đạo hàng thì trải qua khoảng tầm hơn một kiếp không, trong đây giảm mà một kiếp thì họ đạt được quả a la hán không, cả a la hán bà rồi quả a la ba hán thì tôi đã nói rồi trong kinh các kinh khác cũng đã nói, trong kinh nhân quả vô lượng thọ và trong đời kinh công ta công đức và kinh tất cả kinh nhân quả, kinh này với kinh vô thừa, kinh di đà, kinh vô lượng thọ đều và kinh nhân quả đều đã nói ha. Việc mà đạt được nhân quả nào thì việc bất khởi chuyển không, bất khởi chuyển thì quý vị đã biết rồi, tôi đã giảng các bài giảng kinh điển trước, việc bất khởi chuyển là một quá trình để mà ghi nhận là sự công lao mà to là công lao của quý vị trong quá trình tu tập không. Kính thưa quý vị đồng tu, nếu chúng ta tu tập tốt thì việc mà công lao đã được chuyển qua phải không? Chuyển qua quá trình của tích lũy từ tích lũy theo lũy tiến từ đời về tới đời về vị lai tiếp theo phải không? Vì vậy mà chúng ta sẽ được các công đức quá về khi đã đạt quả A La Hán thì lên là tốt và quý vị sẽ được bắt câu chuyện luôn phải không? Điều đó có nghĩa là quý vị đã vừa vượt qua khỏi luôn sinh tử luân hồi, không còn nằm trong tam giới nữa không, và lục không còn tam giới lục đạo, khi đó quý vị sẽ được quý vị sẽ đạt được tu những quý vị hệ tinh tấn thì sẽ được với vị Phật ở trong tương lai không. Điều đó có nghĩa là quý vị là đã bước vào cánh cửa Phật môn, và điều đó chính vì vậy mà cánh cửa Phật sẽ luôn chào đón quý vị ha. Đó là tôi đã nói về tiếng nói về hạ phẩm thượng sanh ha. Người hạ phẩm thượng sanh sẽ được vào những cái đời đó, nếu mà trong giây phút còn hạ phẩm còn việc mà niết bàn thành quả vị cao hơn là do căn tánh của mọi người, mà căn tánh thì tôi đã nói từ các bài video về bài giảng bài video clip trước và các bài pháp kinh điển tôi đã nói trước là nếu mà quý vị có căn lành đi như căn lành từ các đức Phật ha, từ đó Phật từ quá khứ đến vị lai ha,
từ đó cứ đến Đà Lạt, nếu mà quý vị đã giao trước rồi thì quý vị sẽ gặp được Phật pháp, ha, sẽ gặp được Phật pháp và quý vị sẽ gặp được thiện duy thức, ha. Và nên chính vì vậy tôi muốn nói rằng hôm nay quý vị nghe được video clip này chính là quý vị để gieo từ căn lành từ muôn ức kiếp, ha, nên đến hôm nay quý vị mới gặp được, chúng ta mới gặp nhau, ha, để nghe được lời phiên bản lời giảng dạy của tôi để quý vị có thể tiến hành tinh tấn và tu tập hơn. Chúng ta cũng đã để từ việc có cân lành nên chúng ta mới gặp nhau, chúng ta mới gieo duyên được, gieo duyên từ các cái cột. Vậy mà sau khi quý vị đã thành tựu như lời tôi nói thì quý vị cố gắng tinh tấn tu tập thì quý vị sẽ được thành tựu cao hơn, ha. Rồi tôi quay phần này nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đến là hạ phẩm trung sanh dành cho những người sao. Hạ phẩm trung sanh là dành cho những người biết yêu quý, yêu thương mọi người, phải không? Biết yêu quý, yêu thương mọi người và biết giúp đỡ người khác. Sắp sửa bước vào cái cửa phòng đang mở ra cho quý vị để chuẩn bị bước vào phòng. Từ quả nhập lưu quý vị có thể tu lên, ha. Từ quả tu lên từ trên hoa sen, không? Tu lên hoa sen và quý vị sẽ được kết quả, không? Vì chính vì vậy mà việc này liên hoa sen hay liên sen là biểu tượng cho sự yêu mến đạo của quý vị, không? Quý vị đồng tu. Vì vậy mà được phát triển này là một quá trình chứ không phải là một quá trình đầu hơn dở hơn thiện cái bậc hay là các bạn có các vị cao hơn thì chúng ta trong nhà Phật của chúng ta sẽ có bốn vị, nhưng mà đã đạt tới A La Hán thì quý vị phải trải qua nhiều A Tăng Kỳ Kiếp, không, rồi quý vị mới đạt được. Đây là sao hạ phẩm tu sanh, không, tôi quen nha quý vị. Tiếp theo là hạ phẩm hạ sanh. Hạ phẩm hạ sanh là sao? Là người này luôn phạm tội nghĩ người ngủ nghịch, không, mà ngủ nghịch là năm tội lớn, không, giết cha, giết mẹ, giết A La Hán, giết Phật, làm thân Phật chảy máu, và là gì nữa, phá hợp tăng. Đây là tội ngủ nghịch và từ đó mà chúng ta sẽ rơi vào vòng trong tội. Nhưng vì sao? Vì trước lúc mà quý vị đã sanh tâm, không, sanh tâm mà niệm Phật, không, sanh tâm niệm Phật thì ngay lập tức quý vị cũng có cơ hội là sẽ thành hòa liêu hoa, phải không? Nhờ vào những người thiện tri thức, không, pha giáo hóa với tin cho quý vị, không, thì lúc đó là quý vị sẽ đạt được cái đẹp liêu hoa, ha. Nhưng mà liêu hoa này
như vậy sẽ nở theo, theo sau 49 ngày cũng nghe pháp như đây là của đại bi rồi, vừa đại cái hai bờ đại bờ tát nhau, phải trải qua rất nhiều vô số kiếp hả quý vị mới đạt được. Bởi vì sao? Vô số là có nghĩa là quý vị ở đạo ở bậc đạt này rồi là bậc sơ, bậc lâu nhất trong thời gian là tu luyện, phải càng lao lâu nhất thì quý vị mới đạt được kết quả cao, đạt được những quả vị mà mình như mong muốn. Việc này sẽ giúp cho quý vị được tăng thêm nhiều tích lũy và kiến thức, cũng như cũng như là việc này sẽ giúp cho quý vị được có nhiều điều tri thức trong đời vị lai tiếp theo ha. Kính thưa quý vị đồng tu, hôm nay chúng ta học đến đây thôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở video clip tiếp theo. Kính thưa quý vị đồng tu, vị tăng ni, các chư thiên, các thiên thần hộ mệnh, các thiên thần hộ mệnh và các thần Phật, Bồ Tát, A La Hán và các lục địa luân hồi và nhân duyên thì tiếp theo bài giảng trước, hôm trước thì về nhân duyên thì chúng ta có những nhân duyên mà thân hình của người nữ là do sao quý vị, do giả tiếng nữ. Giả tiếng nữ và Phật hầu và giả tiếng nữ là giả tiếng Phật Bồ Tát Thánh Nhân. Rồi sau nữa chúng ta lại những người mà chúng ta bị thân hình nữ là do đâu? Thân hình nữ là do cái giới này, người khác giữ giới nhưng mà mình chơi bay họ là cũng bị. Ví dụ như người ta giữ giới kỹ càng mà mình lại chơi bay họ thì có nghĩa là họ mình nói họ là không giữ giới thì tức là mình sẽ bị sao quý vị, mình sẽ bị đọa thân người nữ ha, làm thân người nữ đó. Rồi cái thứ ba nữa, mình thấy người ta này mình hót ai vua ha, hay vua nịnh hót nhưng mình lại không bỏ ngoài tay, mình lại thích thú những cái việc nịnh hót đó thì cũng bị đọa thân người nữ ha. Đó là việc thứ ba. Việc thứ tư là thấy người khác hơn mình thì sinh tâm ghen ghét ha, khi thấy người khác hơn mình thì đâm ra là ganh ghét và thì chúng ta cũng sinh tâm ganh ghét thì cũng bị đọa thân người nữ ha. Đó là Đức Phật bảo với lại ngài Đức Ca Mâu Ni bảo với lại ngài Di Lặc ha. Ngài Di Lặc là Bồ Tát Di Lặc là nói là những cái điều kiện để mà thân người nữ á, là việc mà những việc đó mà khi xảy ra những cái vấn đề đó là sẽ bị làm thân người nữ ha. Còn đó là cái trường hợp mà những cái bốn cái nguyên nhân mà quan trọng nhất. Đó là bốn cái nguyên nhân mà quan trọng nhất mà nói về bị làm thân người nữ ha. Đó là việc mà tôi đến giảng cho quý vị, tôi để giảng cho quý vị nghe. Đó là cái bốn cái nguyên nhân đó là thân người nữ. Chúng ta về phần làm người trên kinh nhân quả thì ở đó đó mình cũng đã nói là việc mà là người sự biên bị đọa vào vùng biên đọa, biên địa là ở đâu? Biên địa là những cái vùng biên giới đó quý vị đồng tu. Biên địa là những vùng biên giới, chẳng hạn như ở Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn. Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn là những cái vùng mà biên địa, đó là những vùng biên địa chẳng hạn ha. Hay là ở tỉnh mình như chú ở vùng biên địa chẳng hạn, tiếp giáp với những cái nước này với nước kia thì gọi là biên địa. Mà biên địa thì quý vị biết rồi,
đời sống vô cùng khó khăn ha. Biên địa thì không có tài sản, không có làm ăn được ha. Nếu mà phát triển thì phải đến nơi thành thị rồi thì phát triển được, nơi đó đông tập đông người. Nhưng biên địa thì vùng biên địa thì sao, như ở Đông Quốc thì Tam Cương, Tân Cương, vùng Tân Cương, vùng đó vùng núi cao, những Tây Tạng rồi cũng ít ít người ha, thưa. Nhưng mà Tây Tạng cũng là nguồn gốc của Phật đó. Nguồn gốc của Phật giáo mình ấy, nhà Phật mình là nó là nguồn gốc của Phật, là ở đây cũng ở thôn người Tây Tạng, nhưng mà họ theo trường phái của Nam Tông là chính ha. Trường phái Nam Tông theo hình thức tu tập họ là chủ yếu là vào trì tụng thần chú á, trì tụng chú để mà phát triển lên cái năng lực ha. Năng lực vào cái vùng ấy đó, nên cái sự duyên địa là cái trở lại bài học là bài giảng. Cái là bài giảng, tôi trở lại bài giảng thì quý vị đồng tu biên địa là cũng như con người đã sinh ra ở vùng ở biên giới này nó khó khăn. Con người ở biên giới khó khăn và biên giới này sẽ làm cho con người chậm phát triển, không có tốt. Đó, vì vậy mà nó không có tốt được. Thì đó nó cũng là một việc ảnh hưởng đến quá trình mà sinh sống, tạo điều kiện phát triển. Bởi vì nó khó khăn lên cái chuyện kinh tế nó cũng chậm lên, giao thương buôn bán rồi cũng khó khăn. Và điều kiện là sao, cái vùng biển địa thường cái điều kiện nó khắc nghiệt trong quý vị, nên vì vậy mà nó không có cơ hội để nó phát triển nó mạnh giống như ở đồng bằng và ở thành phố ha. Thành phố thành thị, ở thành thị được, thị là phố, thành thị là thành phố. Vì vậy mà nó không có chuyển được, nó không có tốt được. Còn việc mà nó phát triển thì nó vẫn tốt hơn ở vùng miền địa thì đấy. Mà nguyên nhân gì đâu, ở Đức Phật nói ngài Di Lặc là vì sao mà trong cái việc mà nhân duyên nó sinh ra con người là tính theo cái kinh nhân quả cũng đã nói, nhưng mà đến kinh Địa Tạng cũng nói, nhưng mà trên kinh nhân quả và Địa Tạng cũng đều nói hết. Nhưng mà cũng nhân duyên là từ đâu mà con người lại sinh ra để ở vùng biên địa đó, là Đức Phật nói với lại ngài Di Lặc ở trên cung tòa Đao Lợi ha. Đó là đô người nào mà đối với Tam Bảo không tin thanh tịnh, không tin là cũng như là mình không có tin, trong lòng không có tạng thanh tịnh, đó là có nghĩa là mình sẽ bị đổ vào biên vì sau mình sẽ bị sinh vào cái vùng biên địa ha. Tam Bảo không tin vào Tam Bảo, mà Tam Bảo là sao, cái bài giảng kinh điển trong phía trước tôi đã nói rồi, bài giảng kinh điển trước tôi đã nói là cái vùng biên địa là cái Tam Bảo là đâu, Tam Bảo là Phật Pháp Tâm ha, đó gọi là Tam Bảo. Mà chúng ta lại không tin ha, Tam Bảo là nương nhờ Tam Bảo, nương nhờ Tam Bảo mà chúng tôi vẫn thấy là tôi cũng là mà tôi nhiều lúc mà tôi cũng đã giảng qua rất nhiều lần. Tam Bảo, Tam là ba bảo này, cũng như là những cái bảo là cũng như giống như những cái gì nó đường răng bảo và lời đó là lời gì, lời dạy vật thêm bảo bối, mình xem như là những cái vượt vật quý hiếm á, tượng trưng như bảo bối hoặc là một quý hiếm để mà mình cất giữ, để mà mình lưu giữ giữ gìn đó. Rồi đó đại gói bảo là một cái khối mà quý hiếm ha, hoặc là bảo này là lời đang dạy hả. Thì Tam Bảo đối với nhà Phật thì con sao, đối với nhà Phật thì cũng đối với nhà Phật thì sao, đối với nhà Phật thì cũng xem là Phật Pháp Tăng đó, ta lấy Phật Pháp và Tăng, hoặc là Phật là giác ngộ ha, giác ngộ để là người giác ngộ, hoặc là giác ngộ đó. Giác ngộ là để được giác ngộ rồi, để được chứng Niết Bàn rồi, nên không mình gọi là Phật. Pháp là sao, Pháp là kinh điển tăng là tăng đoàn, tăng ni, thì kéo gọi là thì kéo thì tăng ni rồi đó, là những vị tăng, vị tu sĩ, gọi là tôi cũng là vị tu sĩ, cũng là người tu, đó người tu là tăng, gọi là tăng, gọi chung là tăng. Thì cái người sinh ra biên địa là do đối với Tam Bảo không tin ha, không tin
không tin ở trong lòng, có nghĩa không có tin, không có tin, có nghĩa là chúng ta gặp tâm bảo mà chúng ta không có tin, không tin, không tin điều đó, không tin, giống như khi chúng ta đứng trước mình vào chùa, mình đứng trước Phật, mình không tin, mình không tin, mình đứng mình xem, mình không tin, có nghĩa là mình không có mình xem thôi, giống như mình xem cho qua, cho biết, cho thật ra trong lòng không tin, đó gọi là đối với những người mà không tin tâm bảo thì thanh thành của trong lòng không thanh tịnh thì sẽ bị đọa biên địa ha. Rồi tiếp theo, người đã sinh ra sau này sẽ bị đọa biên địa, ở biên địa là vùng khó khăn rồi, tôi đã nói rồi đó ha. Rồi chúng ta qua nhé, qua phần này. Trái với sự thật làm theo thì mình biết cái ý nghĩa của đoạn này, đoạn kinh này là sao. Trái với sự thật nhưng mà vẫn làm theo, điều đó có nghĩa là khi chúng ta thấy cái việc đó không có đúng sự thật, không có đúng sự thật, nó là một sự việc sai, sự việc sai rồi, nó không có đúng, nó không có đúng với sự thật, nhưng mà chúng ta lại không đúng với sự thật, nhưng mà bắt người khác phải làm theo, làm sai rồi, nhưng mà mình bắt người ta đó là phải làm theo lại như vậy, làm theo lại như vậy thì có đâu có đúng đâu hả? Sự thật của nó là sự thật bị sai, nhưng mà mình bắt buộc người ta khác là phải làm theo là sao, như vậy là cũng người này sau khi ấy cũng bị sinh vào vùng biên địa nha. Rồi tiếp, phối hợp cách tăng ở đây là sao, là cũng như là khi cái tăng mà đang tu mà chúng ta vô phá, hôm trước tôi có giảng cái bài kinh về thuyết pháp ở cái video clip trước á, là tôi đã nói là hợp tăng là việc cái tăng là cái tăng là cũng như là tăng người ta tu tập mà mình vô mình phá là cũng như là mình không quá rầy á, không cho tăng tu rồi vậy ha, là có nghĩa là mình đã làm một việc là gọi là phạm, gọi là phá biên này, phối hợp tăng ha. Đó, điều này là còn một việc là đó là ý thứ ba. Ý thứ tư là sự không đúng như lý mà là trao quyền, có nghĩa là khi chúng ta thấy được mà cái điều đó là sai, không mới đúng, không đúng mà thì chúng ta trao quyền việc đó sai rồi, cái việc đó sai mà nên trao quyền để làm để nó ra là nó đầu không đúng là cũng không được ha. Không được là những việc đó là việc đó là việc sai, nó không mới đúng, không đúng giống như ở trên đó, trái sự thật, sự thật không phải vậy là trái, còn cái sự việc này nó không có đúng, không có đúng, sự trái với sự thật với lại sự việc không đúng là hai cái khác nhau đó, nhưng mà ở mức độ nào đi chăng nữa thì nó không có đúng, không có đúng lý thì chúng ta trao quyền ha, chúng ta trao quyền chúng ta là bắt người khác làm hay là chúng ta như thế nào đó mà đỡ cho trao quyền đấy đó, điều đó đó có nghĩa là cái điều đó có nghĩa là chúng ta đã làm những việc không có đúng ha, thưa quý vị. Để tăng ni chúng ta làm những việc ví dụ như người nào đó là mà làm việc không đúng mà chúng ta lại cắt người ta làm ha, đó là không đúng, sự không đúng là trao quyền, sự không đúng là trao quyền thì chúng ta cũng bị đọa biên địa, chúng ta cũng bị rơi vào cho biên địa, sinh ra biên địa. Rồi việc mà làm ác thì heo không hòa hợp, ví dụ như cái thì heo với tăng đang tu, cái cuối đang tu mà chúng ta làm ví dụ mình nói lời là họ mất mát cái tình cảm, họ không có hòa hợp được, cái thì heo không hòa hợp được ha, là cũng bị không hòa hợp được, mất lòng nhau thì cái tăng này cái thì heo á thì làm cho cái việc kêu không hòa hợp nhau, mà từ hai người đó lên á, một người hai người đó lên thì cũng bị nha, cũng bị sinh vào bị sinh về vùng biên địa. Rồi chúng ta qua phần duyên nghịch duyên, phần duyên nghịch duyên, phần duyên là tôi đã nói rồi, phần duyên là nó rất là tốt ha, không có việc gì, nhưng mà nghịch duyên thì
thì thầy sẽ có những